Ok, và hi chào các bạn. Và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Stoby Gaming đây. Và ngày hôm nay thì mình sẽ mod 5 anh em siêu dương thú đại dương các bạn ha. Đi vào và tìm cách thu phục và thuyết phục hai người anh em của mình đang nằm ở trong kia các bạn. Đó, đang nằm trong một space như vậy nè. Thì mình cũng không biết tại sao là hai người anh em nó lại nằm trong cái space giống như vậy. Nó có thể là họ bắt, hoặc rất có thể là họ làm cái gì đó trong đây. Thì bây giờ thì mình sẽ chạy vào trong đó để mình xem thử là như thế nào các bạn ha. Còn những người anh em của mình sẽ đứng ở ngoài các bạn, để mình chạy vào mình thuyết phục nó coi. Thì đây là hai người anh em cực kỳ đẹp của mình luôn ha. Đó, thì đây nè các bạn. Đó, các bạn thấy chưa, đây chính là cái thằng siêu nhân thú dương cuồng nộ các bạn ha. Nó cũng là một cái phiên bản mà gọi là thức tỉnh của cái thằng thú dương đỏ này. Nhìn rất là đẹp các bạn. Và đặc biệt ở phía sau nó còn có đôi cánh nữa nè. Bộ đồ thì nó cũng đẹp hơn cái thằng thú dương này nhiều các bạn ha. Thằng thú dương này thì nó chỉ có một cái đầu chim ưng ngay trước ngực thôi, còn ngoài ra là không có gì hết. Còn đây là hoa văn rất là bắt mắt. Còn đây á là cái thằng siêu nhân thú dương tối thượng các bạn. Đó, các bạn thấy đẹp không? Đây là cái thằng thú vương tối thượng. Thì ở trong cái áo nó sẽ gồm có ba cái đầu, một cái đầu chó sói nữa các bạn, một cái đầu tê giác và một cái đầu của này giống như là một con cá sấu ha, theo mình nghĩ là như vậy. Ừ đúng rồi, như con cá sấu hay con khủng long gì đó. Ok, và cái mặt nạ thì cực kỳ đẹp luôn các bạn, nó gồm có màu đen và vàng các bạn ha. Ôi ôi, cái bộ đồ nhìn đẹp quá các bạn, mình mê cái thằng siêu nhân thú dương tối thượng lắm nè, cho nên là hôm nay mình mới mod vô cho các bạn xem á. Với lại thằng này nữa nhìn cực kỳ đô luôn nha các bạn. Đó, và nó còn có thêm một cái phiên bản khác nữa là phiên bản con Gorilla các bạn, con khỉ á, con khỉ Gorilla rất là bự, rất là đô, đô cũng giống vậy luôn nè. Và ngày hôm nay thì mình sẽ tìm cách thuyết phục nó về cái đội siêu nhân thú dương của mình ha. Nè, mình chào hai bạn siêu nhân thú dương tối thượng, mà các bạn làm gì đây vậy? Ngày hôm nay tôi vô tình phát hiện các bạn ở đây, và tôi có ý kiến là muốn mời các bạn về cái biệt đội siêu nhân thú vương của chúng tôi. Và chúng ta sẽ làm một cái biệt đội siêu nhân thú dương phải gọi là cực kỳ mạnh, nếu như mà có hai bạn góp mặt vào, đặc biệt là siêu nhân tối thượng và bạn. Cái gì? Mày muốn mời tụi tao hả? Đâu có dễ đâu. Tụi tao là thú vương tối thượng, còn mày chỉ là một thằng thú dương quèn vậy thôi mà dám thu phục tụi tao hả? Biến đi. Đúng rồi đó, mày hãy mau biến đi. Đây, nguyên một cái khu quân sự này là của tụi tao lập lên. Tụi tao ở trong đây làm bá chủ không sướng hả? Các mày có thấy lính chén của tao ở đây rất là nhiều không? Xe tăng, máy bay được cái kiểu như là một khu quân sự thu nhỏ vậy. Mắc mớ gì đi theo mày, chịu cực chịu khổ. Nè các bạn, dù sao chúng ta cũng mang dòng máu với ngựa anh em siêu nhân thú dương mà. Tại sao các bạn nói như vậy chứ hả? Chúng ta phải thành lập một biệt đội mới được, không thể nào chia cắt như vậy. Siêu nhân thú vương của chúng ta sẽ mất hết sức mạnh. Ta không cần biết cái biệt đội thú vương của tụi bay là sao, còn sức mạnh của tao thì vẫn y nguyên vậy, và tụi tao vẫn làm chủ cái bay này. Biến, không nói nhiều, tụi tao không thích nói chuyện với mày, cái thằng thú vương quèn kia. À, thì ra như vậy các anh không chịu à? Như vậy thì mình phải làm dùng biện pháp khác để thu phục hang này thôi các bạn. Đó chính là ngày hôm nay mình sẽ tấn công space luôn các bạn ha, phá hủy cái bay này, phá hoại kế hoạch của nó, và sẽ bắt đầu đi thu phục nó luôn. Đây, mấy người anh em của mình đang chờ sẵn rồi nè. Sao rồi hả anh siêu nhân thú dương đỏ, cùng nói chuyện ra sao rồi? Hai cái thằng này nó không có chịu gia nhập theo cái biệt đội tụi mình, cho nên bây giờ tụi mình phải làm biện pháp mạnh tấn công cái bay này, phá hủy nó và thu phục hàng kia luôn. Có như vậy thì nó mới theo tụi mình được. Được thôi thú dương, không còn cách nào khác, y vậy đi, bắt đầu tấn công thôi. Rồi, chúng ta mau lấy súng ra và chuẩn bị tấn công ở đây thôi các bạn. Đi thôi anh em. Đang tấn công nó các bạn ha. Rồi tụi nó bắn bazooka trong tùm lum tùm la luôn các bạn.
là ghê. Tụi nó còn điều động cả xe tăng để chơi tụi mình nữa. Đó, để coi hai thằng hả siêu nhân thú dương kia nó có thể là chống cự nổi cái sức mạnh của những anh em thú dương của tụi mình hay không, mà đã dám chơi tụi mình là những thằng siêu nhân thú dương quèn. Nó bắn bành những container luôn các bạn ơi, ghê quá. Đây, phải tiêu diệt nó thôi các bạn ạ. Tụi mình tới hả năm anh em sinh viên của quân nhưng mà đừng có sợ đám tụi này đâu. Thằng nào nó cứ bắn bê cho cao vậy ta. Cửa đang đổ rất là đông các bạn ha. Chết mẹ bị cháy luôn rồi. Tụi mày ra đây hết, tao sẽ thu phục tụi mày hết. Đông quá trời đông. Nó có máy bay hả? À, trời ơi, quý giết sư tăng nằm đây luôn, hèn chi. Mất dạy chứ. Hèn gì nó bắn tụi mình hả, không ra gì luôn. Mày ngu của tao hả? Chết chưa mày? Hỏi lò ngay sau lưng mình hồi nào không hay luôn á các bạn. Đây đây, ra đó nè. Đó, tụi nó chơi lén rồi mới ghê chứ. Tại tụi nó có 2-3 cổng luôn các bạn. Quá trời đông luôn. Đó, mình không thấy gì luôn á các bạn. Đông quá trời đông luôn. Đây cũng có nè. Đây rồi, ra đây. Má tụi tấn công ở đây luôn mới ghê. Không cần mình tấn công luôn á các bạn. Đây giống như là một cuộc chiến tranh nha. Má đông kinh khủng. Đây đây. Tụi mày bắn Bezoka nè. Cái thằng này nãy giờ đã bắn nãy giờ các bạn. Bezoka nè. Có là khá nhiều thằng bắn Bezoka luôn các bạn ơi. Làm cho tụi hình của mình rất là rối. Nè tụi bay núp cái xăng rồi. Cho cái xăng tụi bay hả đi bụi hết luôn rồi. Ủa sao bắn dưới mấy này kỳ vậy ta? Ây da, trời ơi, trái khó chịu quá. Tụi bay khỏi núp luôn. Phải tiêu diệt mấy hàng bắn Bezoka trước. Tại vì mấy này bắn rất là khó chịu. Đó, nó cứ bắn mình bị trái à. Cứ bắn mình bị trái à. Rồi còn đó không? Còn các bạn ơi. Mày ngu hả mày? Thôi, bây giờ bắt đầu mình tấn công vô sân bay vậy thôi. Mày hả mày? Trời, bắn từ xa luôn. Hồi nó tự bắn Bezoka vô cái căn cứ nó luôn rồi các bạn. Ngu đúng ngu luôn. Bên trong nó có cái hàng rào sao nó bắn ra mình được. Vậy mà nó vẫn cứ bắn. Đâu coi có con nào chơi lén mình nữa không hay các bạn ha. Để hay lòn lòn ở sau lưng của mình lắm. À con thằng ngồi trên xe bọc thép. Bọc thép hả mày?
Này là bắn mình nữa gì? Rồi bắt đầu tấn công rồi thôi các bạn ơi. Ghê vậy. Đây đây đây. Chiếc xe nó không bể đâu mới ghê chứ. Đây. Mày không chết hả mày? Bể chưa? Bể chiếc xe này chưa? Chiếc xe bọc thép này là chỉ có phá hủy như vậy thì nó mới bể thôi các bạn. Còn nếu không là rất khó tiêu diệt cái thằng đang ngồi bắn ở trên. Chạy đi đâu? Ôi, còn nào ở đây đâu? Rồi còn thằng mất Bezuka. Bezuka với tao nè. Chọi đây. Chọi lên đây với tao. Rồi để mình coi còn nào đâu. Nó ngồi đây bắn không được luôn. Bắn với tao. Cho mày chết trên xe luôn. Trời ơi, vậy mà còn chưa chết nữa, ghê thiệt chứ. Đó, các bạn thấy những anh em siêu nhân thú vương của mình lợi hại không các bạn? Bắn quá ghê luôn, bắn sát số luôn các bạn ha. Đâu rồi, còn hai thằng hả thú vương có thể nguồn què cái đó mất tiêu rồi. Chắc nó trốn luôn rồi các bạn, thấy mình tấn công vô đây ghê quá, nó trốn luôn rồi. Ở đây khí tài quân sự quá trời luôn các bạn ha. Muốn đầu tư vô cái căn cứ này phải tốn rất là nhiều tiền luôn á. Tại toàn những xe cao cấp không. Đây có thằng chưa Bezuka mà. Bắn trời bắn cho đôi. Bắn cụ bắp vậy? Bắn cụ bắp có vậy? Bắn nó đi. Bắn nó đi. Ôi xe này xe gì bắn hoài nó không cháy gì trời. Bắn nó đi rồi. Không bị gì nó mới ghê chứ. Chạy chạy chạy. Chạy chạy. Đó, xe lợi hại thì chứ. Rồi để mình lên bắn thử coi các bạn. Sao vô không được vậy ta? Đây 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 các bạn. Đó. Rồi tôi bay hả tới số đâu rồi. Phá hủy hết luôn. Còn hả cái xe ngoại chạy vô đây mới ghê chứ. Thôi xuống bắn AK đã hơn các bạn ơi. Mày. Rồi bây giờ tụi mình sẽ đi tìm hai thằng siêu nhân hả thú vương tối thượng kia. Giờ đang ở đâu các bạn ạ? Hồi nãy gái ghê lắm mà, nãy sủa ghê lắm mà.
Thôi, giờ tôi bay ra đây. Hình như mình thấy là nó đang ở ngoài các bạn. Đúng rồi, nó đang ở ngoài, Ủa, sao mình chạy ra không được vậy? Đây đây. Đó, đó, thú vương tối thượng màu đỏ của tôi đó các bạn. Mày hả mày, sao mày chống lại được 5 người anh em siêu nhân thú vương của tao? Rồi chết luôn rồi sao rồi các bạn ơi. Rồi chưa chết, Chết chưa? Đây đang nằm quằn quại các bạn ơi. Đây, thú vương trắng của mình đang nằm quằn quại rồi. Đâu rồi? Cái thằng tối thượng bên kia nữa. Còn thằng này sao chưa chết mà nằm quằn quại các bạn. Đây mình chỉ cho nó bị thương thôi, chứ không có bắn chết nó các bạn ha. Đó, bắn cho nó bị thương thôi, bị thương cái chân thôi các bạn. Để tụi mình còn thu phục nữa mà. Trời, mới đầu tưởng ghê lắm các bạn. Mới đầu là hả, tưởng nó là hai cái thằng là chủ cái bay này, tưởng nó là sức mạnh nó phải ghê lắm. Ai dè sống nhờ mấy thằng lính không à. Bây giờ bị tụi mình bắn gục rồi các bạn ơi. Ok, bây giờ thì tụi mình sẽ nhờ siêu nhân thú vương trắng để hồi sức của nó vậy ha. Rồi bây giờ tụi bay tính sau. Kể cả nguyên cái sườn bay của tụi bay mà tao còn dám tiêu diệt được nữa, hai thằng thú vương tối thượng như tụi bay còn bị tao đánh gục. Mày đừng nói nhiều, thua là thua, thắng là thắng. Thích thì cứ giết tụi tao. Đúng rồi, thắng làm vua, thua làm giặc. Mày thắng, mày nói gì cũng được. Thì tao không có ý định giết tụi bay. Tao chỉ muốn thu phục tụi bay vào trong biệt đội siêu nhân thú vương của tao thôi. Như hồi nãy mày đã nói, tụi tao là những thằng siêu nhân thú vương quèn. Nhưng mà tụi mày đã thấy được thực lực của tụi tao, tiêu diệt được cả nguyên một cái space tụi mày và cả hai tụi mày nữa. Thì tụi mày đã chịu tâm phục khẩu phục chưa? Thì nếu như mày không muốn giết tụi tao, thì tụi tao sẽ sẵn sàng gia nhập vào biệt đội siêu nhân thú vương của tụi mày. Tao thấy biệt đội siêu nhân thú vương của tụi mày cũng rất là mạnh, cho nên nếu như tao mày gia nhập vào được thì sức mạnh sẽ được tăng lên gấp bội. Ok, phải như vậy chứ những người anh em. Thôi bây giờ chúng ta cất súng thôi ha. Ok các bạn, và như vậy thì cái quá trình thu phục hai thằng thú vương tối thượng này của mình tới đây kết thúc nha các bạn. Và cảm ơn các bạn đã xem video clip này của mình, và nếu thích thì các bạn nhớ cho mình một like, một subscribe. Và nếu như các bạn có ý kiến hay yêu cầu thì các bạn hãy comment ở bên dưới nha. Ok, và mình là Stubby Gaming. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn.